Chiều ngày 13 tháng 1, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Vietinbank đã tổ chức trao quà từ thiện cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Giữa buổi lễ có ông Đàm Hồng Tiến, giám đốc khối bán lẻ Vietinbank, ông Trần Văn Học, chủ tịch công đoàn bệnh viện, bà Dương Thị Minh Thu, trưởng phòng công tác xã hội của bệnh viện, ông Phạm Văn Đông, phó ban chính sách xã hội công đoàn Vietinbank. Tại buổi lễ, ông Đàm Hồng Tiến đã trao số tiền quyên góp qua giải chạy Sống khỏe cùng Vietinbank do Vietinbank tổ chức cho gia đình các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Tổng số tiền quyên góp tại giải chạy là gần 250 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Vietinbank đã trao cho 70 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây dưới hình thức thanh toán viện phí và các quà tặng hiện vật khác. Phát biểu tại đây, ông Đàm Hồng Tiến chia sẻ, với món quà này, Vietinbank bày tỏ sự chia sẻ với hoàn cảnh của các em, mong các em nhanh chóng bình phục, cùng gia đình đón Tết cổ truyền an lành và sớm trở về với cuộc sống vui tươi, khỏe mạnh. Nhiều năm qua, Vietinbank cũng đã tổ chức chương trình từ thiện nồi cháo tình thương dành cho các trẻ em đang điều trị tại bệnh viện. Thay mặt bệnh viện, ông Trần Văn Học cảm ơn Vietinbank đã dành những món quà ý nghĩa này cho các bệnh nhi. Số tiền Vietinbank trao cho các bệnh nhi hôm nay là món quà, tình cảm quý báu, giúp cho gia đình các cháu phần nào bớt đi gánh nặng trong quá trình điều trị. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.